Hôm nay là ngày ăn chay mà người ta cũng mua thịt gà ha. Mấy người này là người ta mua trước á, để tới cái ngày mà người ta gọi là ngày lễ phục sinh là phải ăn thịt gà thì người ta nó rẻ hơn. Còn mình không mua bây giờ tới ngày đó là rất là mắc. Did I check him for my for Easter? Let the Easter come, we will cook now. No, meat we go cook. Em không có thích làm cái con còn sống. Ổng nó hỏi là mua thịt cho mẹ không? Nói khoan đi, tới ngày đó mình mua thịt bò cũng được, thịt làm sẵn. Có người ta bán gà quá trời luôn. Cho cái ngày lễ phục sinh. Johnson. Demri pasta. You'll be my wife. My yes. wife. Yes. You're welcome. Thank you. Welcome to Nigeria. Yes. Thank you. Anh nói mỗi lần em đi chợ là mình quay phim giống như mấy bà bị mấy bà bầu vậy đó, đi không dám đi mạnh. Này là cả hơn là nhờ có cái cây gimba của chị Hoa Hồng hen, còn hồi mà không có thì tao nói là chóng mặt luôn á. Bữa nay chợ phiên thành ra là người ta tràn ra ngoài đường người ta bán luôn. Anh xì đốt. No change here now. I will go for BOS. Thank you.
Đây là cái and I think okay today no egg also. That I will leave as I was. Because of you now. And don't fear me, but M fear me. Okay. Nghe khán giả nhà mình nói là ngày hôm nay không ăn thịt thôi chứ cua cá ốc ếch đồ ăn được. Nhưng mà do một phần là cái căn của em là em muốn ăn chay hôm nay rồi. Sẵn là cũng đang không thèm thịt nữa. Thành ra là quyết định là mình sẽ ăn chay trọn vẹn giống như là đạo Phật mình ăn chay luôn. Hồi xưa là nhà em theo đạo Phật nghe, đạo Phật gốc luôn á. Em là ăn chay từ nhỏ cho tới năm 7-8 tuổi luôn. Kiểu như là chỉ ăn rau muống luộc với nước tương thôi. Thích như vậy chứ không phải là mình sợ nghiệp quật đồ này kia. Mà một phần là em rất là thương mấy con vật đồ này nọ nữa. Thành ra là ăn chay như vậy. Sau này lớn lên thì bị cám dỗ đồ này kia rồi. Những người đô thị là người ta đi tuần theo kiểu là người ta không có cho xe lớn đậu ở bên đường, đậu ở trước chợ à, không, nhưng mà nếu mà lỡ có người đậu thì người ta đưa tiền thôi là cũng im. Như anh này anh bán gà anh đưa tiền. Let my corn for chicken to eat. Giờ mình sẽ băng qua đường. Mẹ chồng bây giờ không cho qua đường. Bây giờ mình sẽ mua cái dụng bắp. Cái bắp dụng này good morning. When you go pay me, oh. If you do finish, you go pay me, oh. Okay. You go pay me $1. Only $1 I want to buy. $1 I want. You don't get big eye. And buy plenty so because I this buy one 500. Is 500 no work. Buy 1,000. I can't work for 1,000. He bought 1,000. Bên cạnh những người rất là nhiệt tình thích được quay phim để nước ngoài nhìn thì cũng có một số người ta mang tư tưởng không thích được quay phim, hoặc là người ta mang tư tưởng là quay phim tôi là phải trả công nghe, người ta nghĩ là mình dùng hình ảnh của người ta để làm cái gì đó kiếm được nhiều tiền rồi này kia, như là đóng phim đời vậy à, cho nên là khi mình quay phim thì mình cũng phải liệu cơm gấp mắm hen, chọn mặt gỡ vàng à, nếu như mình lợi dụng cái việc mình mua hàng của người ta mình quay phim thì nó cũng rất là có khả năng luôn, nhiều khi người ta cũng không nói gì mình luôn. Nhưng mà nhiều khi người ta không có vui á, mình nhìn mặt người ta cái mình thấy ngại ngại. Rồi mình lên hình quay lên cái video của mình nhìn cũng trầm cảm luôn. Thành ra là mình không thích cái vụ mà lợi dụng, ừ tôi mua hàng là phải quay điều này kia. Cứ ai cho quay thì quay, không cho quay thì thôi. Ok. 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 I am on their true. They are the one that the church that comes to share word of God with us that time. That church that comes to preach our house. Okay. They say they come again, but we don't stay to give us an invitation for church. Okay. Now we dey waka waka. Ogba nazo. Onwelo. Onwelo. We are fine. Nhà mình còn nhớ có một cái clip mẹ Yếm quay lúc hai đứa đang ngồi ngoài sân, cái chị này dẫn nguyên đoàn người vô truyền phúc âm, kể chuyện mà chị bị ung thư à, xong rồi bác sĩ chạy rồi cầu nguyện cuối cùng là mạnh khỏe đó. Hiện giờ chị ấy đang bán ở ngoài chợ luôn, nhìn người hồng hào khỏe ghê. Nói chung ở châu Phi được cái hệ thống y tế của con người bấp bênh, nhưng mà cái lòng tin của người ta đối với cái đấng thiêng liêng rất là mạnh mẽ. Mà nhiều khi có thể là vì cái lòng tin đó mà nó tạo nên cái sức mạnh để người ta vượt qua rất là nhiều cái khó khăn, những cái gọi là gì phép màu đó. Có đó là bác gia đình hát xong đề chứ. Mẹ chồng em có cái tính rất là thích khoe, đặc biệt là khoe con dâu.
mỗi lần đi chợ hen là sẽ dẫn mình đi từ ở dưới đuôi chợ lên tới đầu chợ vòng trở về, mà cuối cùng không có mua gì hết trơn á. Miễn gặp bạn bè chào hỏi đồ này kia, con dâu tôi đi tôi đồ này kia đó, thành ra là từ sáng tới giờ dạo mấy vòng mà không có mua được cái củ khoai mỡ, đi đâu mẹ cũng che mắt hết trơn á. Giờ là mẹ suối là về là sẽ đi tới cái chợ quê, cái chợ mới lập ở gần cái chỗ nhà Nhiếm á, à, để tới đó là có củ khoai mỡ rẻ hơn. Cái bác này là mẹ của một trong những cái bà vợ của ông Y Che. Trước khi cưới cái bà vợ hiện tại á, là ông Y Che có đâu hai bà nữa à, thì cái bác này là mẹ của một trong những người đó à, tuy là hai người không còn vợ chồng nữa nhưng mà hai bà già vẫn rất là thân nhau. Bữa nay là cho lão Phật gia gánh tim. Toàn là người quen không, chợ này là chợ mới. Chợ này người ta mới mở luôn, còn rất là vắng. Rồi xem, còn rất là vắng. Người ta mở cái khu này là con đường mới. Phía trong chút xíu là sẽ có một mảnh đất của con Cạp hồi đó ổng mua à, trong rừng, trong rú mà giờ mở đường chà bá lửa rồi mở chợ luôn. Quá đã. Giờ mẹ chồng gánh tim. Chứ vô đây mà không có mẹ chồng là bị chèo kéo mua về. Có người trách, ừ bà con dòng họ không mua rồi này kia. Không riêng gì lão Phật gia đâu, người châu Phi ở đây người ta rất là thích nổ đi. Có xe mới rồi có con dâu nước ngoài, thành ra là cứ dẫn đi vòng rồi hết chợ này về tới chợ kia, mà biết cái chợ này là có nhiều người quen sẵn dở tới đây cho nở lỗ mũi, mà bây giờ gặp ai cũng quen hết rồi, ai cũng dí hết rồi, cũng không biết mua của ai luôn, mua người này thường người kia buồn vui, tại vì toàn là bà con dòng họ hàng xóm không. Bởi vì giờ lại bắt đầu mẹ phân vân, mẹ hết biết đường rồi rồi đó. Cái củ khoai mỡ này là người ta nhập từ dưới phía Bắc, người ta nhập xuống hiền. Còn ở phía Nam mình cũng trồng cái loại khoai mỡ này, nhưng mà nó ra cái củ bằng cùm giò thôi. Nhà Nhiếm hôm bữa ông Cạp ổng đào đó. Do bà xui của lão Phật gia không có cái loại củ khoai mỡ nhỏ, cho nên là mình Nhiếm nảy ra ý định cứu lão Phật gia là mình sẽ mua cái củ khoai bự ở bên bà xui của lão Phật gia, rồi mua cái củ khoai nhỏ ở bên cái người bạn thân của lão Phật gia. Đó, như vậy là diện cả đôi đường. Aya, zit buta mesaka. Mo how many you choose? That's one ba. Giờ mẹ giống như là mẹ ủng hộ ba củ. Kiểu mắc quá, mẹ chỉ mua ở chợ có 700 thôi mà bà này bán 900. Thành ra là mẹ kiểu mua cho có lệ vậy thôi, mua 4 củ. Rồi bây giờ xong cái phần mua khoai rồi hen, chút về nấu rồi mẹ Nhiếm quay sau hen, giờ hết pin rồi. À, hồi nãy trưa về cái mệt quá, thành ra là cả nhà cứ xào mì ăn với rau luôn. Và bây giờ nhà Nhiếm sẽ làm một cái món đặc sản của châu Phi, cái món mà những người nghèo châu Phi thường hay ăn, tại vì nó sẽ không có thịt. Bây giờ ông Cạp ổng đang
nướng trùi cái củ dăm này. Cái củ này là củ khoai mỡ á. Why you not wear clothes, Aga? I want to show. Hit elephant all the time, you not like wear clothes, huh? I want to show. So, you know, before I will put it on top that, and to get fire will be difficult for the yam to done. Okay. You know, the yam will be difficult to done. Yeah, so, but now the yam have entered your fire. Okay. Hellfire. Hellfire now. Now you have to tell me how many yam is in the ground. If not, only him will be in the ground. Okay now. Go and sour. Let me cut the tomato. What are you doing? Come inside. Where is your father? Go here. He's showering. He's saying that the son in the yam. Okay. Turn only one time and leave his son. Leave it, yo. Leave it, okay. Leave it. Hey, Anne. Why black like this, nah? Trời ơi, rồi xong. This is normal way. Ah. Yeah, this is the way it should be. Eh. Ah. Mm. I don't think this yam have done properly. I think you will put that fan on top and tear the yam to two. You see, remain inside. Never down inside? Yeah. Maybe this one you cheat too. Yeah, I will still cheat. Oh. Will you this one to do this? You can do this too now. See the oil, see everything is ready. Me don't want to start fire because the smoke. Okay. Bây giờ thì ổng sẽ để muối với dầu cọ. Cái gì vậy? Put medium now. No, the fire will be too much. Okay. This is not oily, ba. No, put it okay. Keep that in one side, we will turn with rice for Sasa. I have thought of it. Sau khi ổng cho dầu cọ, củ hành, rồi cái này là mắm thầu dầu. Bữa mẹ chồng cho nhà nhím ăn hết rồi, này mình mua ngoài chợ hi. Người ta gói trong miếng lá chuối này. Quê đồ ghi li. Ok. Chú bự, ôi ơi, chú bự thì trò 100 naira nào. You see the new leaf they put. Ừ. Ôi ơi, 100 đồng, cái này hồi xưa là có 50 đồng thôi, mà nhiều hơn gì nữa, giờ 100 đồng có chút xíu vậy nè. Bữa mày nhím có quay cái cách người ta làm rồi đó, trét cái lọ nồi vô. Nhà mình nói sao trét lọ nồi đó, là cái này nè, ta bán rất là mắc ở ngoài chợ nha. Một cục như thế nào, 100 đồng tương đương là 5.000 tiền Việt Nam. Đó, rồi dầu cọ nè, củ hành nè, với cái mắm thầu dầu. Salt son. Trộn lên. Salt. Yeah. Trời ơi. Sau khi trộn lên thì cho muối vô. Cái dầu cọ này có cái đặc điểm mà em không có biết tại sao. Mình càng cho muối vô nó lại càng không mặn, mà nó rút cái muối vô củ hành với mấy cái kia thôi. Còn cái dầu cọ nó vẫn như vậy. Em cũng không hiểu sao luôn. Ừ, coi tay chân ổng kìa, ổng bốc lửa vậy đó, không có nóng hay sao á. I didn't know they hot you. It hot. How good. How good do our hand don't become chimpanzee hand. And it didn't smell too sweet though. I don't know what to know.
Đây là dầu cọ trộn với củ hành, mắm thầu dầu với muối, không có bột ngọt nghe. Đây là cái món mà những gia đình mà không có điều kiện thường xuyên ăn, có thể nói là mỗi ngày luôn. Nếu mà mình ăn chay là mình ăn cái món này là đúng chuẩn luôn, tại vì không có cái gì dính dáng tới thịt hết. Linh the table là sao? Some can eat but have no food. We have food and we can eat. Glory be to you, O Lord. Amen. May the good Lord bless this food. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. People can start eating. Just I trust like, you now. Never allow me to even talk. You don't jump in and to walk. Then they will be sleeping. Đây là cái củ khoai mỡ đã nướng. Mình chấm vô cái này. Chấm vô cái sốt dầu cọ này. Ăn là mình kẹp thêm một miếng củ hành nó mới ngon hen. Thường là người ta ăn củ hành sống, nhưng mà mẹ rất là thích ăn cái loại mà phi thơm lên thế này. Dada, we have do roasted yam in our school before. Mm. I'll check him and my own, which one is sweet more than? Your own. Hmm? Your own. This food will not sweet you till you eat them. Doesn't you start sweet you, but when you see somebody do, maybe you know feel the sweet. Okay, This is our traditional food. Cái vị của dâm thì bùi ngọt ngọt hen, còn cái củ hành thì thơm, dầu cọ hơi béo béo, muối mặn, gặp cái vị mắm nó hơi có cái mùi giống như nước mắm của mình. Nói chung là cái món này, nếu mà nhà mình đến đây mà tầm chừng 3 tuần mà bị kiểu như là chịu hết nổi rồi đó, phải ăn cái gì đó để sống thì có thể ăn cái món này được. Nói chung chỉ khó ăn ở chỗ là cái mùi dầu cọ hơi nồng. Mình không ăn dầu cọ, mình có thể ăn cái củ này nướng không cũng ngon nữa. You see hot it is because I think because I'm holding it. Hot ba. Ở châu Phi á, người ta ăn, những gia đình không điều kiện người ta ăn một ngày là người ta ăn có một cử thôi. Nó quá đã. Mày ăn một cử vào lúc 2 giờ chiều. 2 giờ chiều quá đã. Thì ăn như thế này đây, là gọi là một bữa ăn chính rồi đó. Đây là cái bữa ăn phổ biến của những người không có điều kiện hen. Thậm chí là không có củ hành luôn cũng được. Chỉ cần có muối với một miếng dầu cọ vậy thôi. Biết sao mày nhím biết không? Tại vì cái lúc mà gia đình em bị khủng hoảng cái lúc đó. Ngân hàng đóng cửa, nói chung tất cả mọi nơi đóng cửa, không cho ra ngoài. Thì nhà nhím là ông cặp ông trồng cái củ dâm này sẵn rồi, cái củ khoai này sẵn rồi, rồi dầu cọ thì ông hái cái cọ mình nhím làm dầu tại nhà luôn, mình làm thủ công, chỉ có mua muối thôi, khỏi cần củ hành. Là ngày nào nhà nhím cũng ăn như thế này, không hoặc là ăn chuối cho quả, hoặc là cái củ này, hoặc khoai lang. Quá đã so much. Quá đã so much. Ngon lắm. Cái món này tuy đơn giản nhưng mà em nghĩ là nó hợp với những người mà kiểu như chán cơm thèm phở á. Những bác mà mình thường ăn thịt tà rồi nhiều, mình cái chế độ ăn của mình nhiều chất, mà bây giờ kêu mình ăn nhẹ xuống, ăn vừa thôi thì mình hay bị đói. Nhưng mà nếu mà ăn cái món này là mình sẽ no lâu. Hoặc là những bác mà ăn kiêng, ăn thô rồi đó, mình nghĩ là nên thử. Cái món này nhìn thì nó có vẻ như là tốt cho sức khỏe, nhưng mà em không dám khẳng định hen, tại vì em cũng không có thông tin gì nó cả. Chỉ biết là khi mình ăn thì mình thấy được, thấy hợp với bản thân mình. One after the other, but taken is not allowed. Good, yam traffic.
chị nhớ rình qua tàu rồi đi. We thought you were rainwater that two morning. Hôm nay cũng có mấy bác hỏi mình những cái vụ dầu cọ nè. Thì bây giờ ông Cạp ổng đang đi chặt cọ đó. Xong rồi ở tập tiếp theo mình nhím sẽ quay cho nhà mình xem cái cảnh người ta làm dầu cọ ở khu vực tập trung số lượng nhiều như thế nào. Còn làm thủ công thì hôm trước nhà nhím có quay rồi hen. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi nha.